Liam mến chào các bạn. Hôm nay Liam sẽ khui một thùng hàng đã đưa hàng lên shop của Liam trên Shopee. Thì bây giờ Liam khui và review các món hàng ở trong thùng cho các bạn xem nha. Thì cũng sắp đến ngày 3 tháng 3 rồi. Thì trên Shopee có chương trình siêu sale và có rất là nhiều voucher. Các bạn tranh thủ, các bạn đặt vào ngày 3 tháng 3 để các bạn được thưởng ưu đãi nha các bạn. Liam lấy hàng chỗ này họ đóng rất là kỹ luôn nè các bạn, để dán bên ngoài đó. Đây là cái to hàng. Thì đợt này Liam lấy về là sổ tay với bút, rồi một số các món khác ha. Bây giờ Liam làm được, Liam sẽ review từng món ở trong này nha. Đầu tiên là Liam sẽ review một hộp bút 6 cây. Đây các bạn, đây là bút mực đen. Một cái bút 6, một hộp bút có 6 cây có nhiều hình ha, rất là dễ thương. Rất là nhiều bạn hỏi cái mẫu bút này luôn các bạn. Shop Liam cũng đang hết hai đợt này Liam nhập về. Các bạn có đặt thì các bạn lên shop các bạn đặt nha. Rồi tiếp nha các bạn. Tiếp theo là sổ tay. Liam đắp cái này lại cho nó gọn. Rồi tiếp theo là sổ tay. Đây là sổ tay. Mẫu sổ tay sổ to và so mà A7 này các bạn. Sốt A7 ha. Đây, nó nhiều hình được thêm lắm nè. Sổ tay này khá là rẻ nè các bạn. Mình dùng để mình ghi để chép công thức hoặc là ghi những cái công việc mà mình cần vào đây mình bỏ vào trong giỏ rất là tiện ha. Bạn nhà xíu có cầm trên lòng bàn tay luôn nè các bạn. Em lấy hơi khá nhiều ha. Tại vì cái mẫu sổ tay này rất là thông dụng nè các bạn. Rồi, Liam review hết sổ tay rồi ha. Giờ Liam sẽ còn mấy điểm nữa đây các bạn. Mình review tiếp theo là túi đựng bút trong suốt. Mẫu này rất là rộng nè các bạn, để Liam bán một cái cho các bạn xem nha. Đây cái mẫu túi đựng bút nè. Nhiều trong ha. Bên trong rất là rộng luôn các bạn. Để vô các bạn đựng bút ha. Cái dây kiếm nè các bạn. Thì chỗ này có cái nút bấm nữa nè, các bạn bấm lại cho nó gọn ha. Đó. Có nhiều hình dễ thương nha, hình thỏ nè, hình cái gấu nè, đây hình đuôi thỏ con vòng nè, và đây là hình nhiều biến gấu. Đợt này là thỏ này mẫu mới nha. Rồi, Liam tiếp tục Liam review món khác nha. Tiếp theo là Liam sẽ review hộp 180 sticker. Đây các bạn, đợt này về mẫu hộp 180 sticker này rất là rẻ. Các bạn thích mà hộp 180 sticker thì các bạn lên đặt nha. Tông hồng nè, tông tím nè, tông màu xanh nè. Nhưng mà bên trong thì có nhiều màu nha các bạn. Như cái hình này, như cái hộp này là bên trong có màu xanh dương này, màu tím, màu hồng ha. 180 sticker. Nhưng mà các bạn mua về rồi các bạn làm quà tặng trong các đơn hàng hoặc là các bạn mua về các bạn bán lẻ cũng rất là tiện luôn rồi các bạn. Giá nó mềm. Tiếp theo nha, đây là cái thước. Đây thước kẻ nè các bạn, đây mẫu thước kẻ nè. Có nhiều hình dễ thương nè. Đây các bạn. Nhỏ gọn ha, các bạn có thể bỏ vào trong túi bút được nè. Có nhiều hình rất là dễ thương luôn. Rồi tiếp nha các bạn. Thì em sẽ review món tiếp theo. Món tiếp theo là cái này còn dưa hộp bút nha, mở ra luôn nha. Tiếp theo là đây cái đồ để tẩy nha các bạn, Facebook. Facebook để tẩy. Trong này có hai cái ruột ha, người ta để sẵn rồi đây. Đây. Mình cầm cái bút mình tẩy rất là tiện nha các bạn. Để em lấy thử như cái nha. Một cái cây bút tẩy này, người ta họ tìm theo hai cái ruột,
một nửa tải, một tải nha các bạn, rơm á, cục rơm á. Đây, các bạn bấm vô đây ha. Đó. Sau đó các bạn bấm xuống đây, các bạn bấm đây. Các bạn bấm xong các bạn đẩy rơm vô ha, rồi các bạn thả ra. Rồi sau đó các bạn, đó, đây các bạn. Các bạn tải ha. Cái này có cái hình rất là dễ thương, mà tới 2 cây luôn các bạn, xài rất là tiện ha, và lợi nữa. Cầm như thế này này, mình gom nó khỏi bị lạc này, rồi nó sạch sẽ ha. Lần này có mấy tông màu rất là dễ thương các bạn, có màu xanh chuối, màu tím, màu hồng ha, cái màu xanh dương nữa các bạn. Đây còn là mấy cái màu rất là dễ thương. Đây là cây bút cục gom mà có cái dạng cây bút nha các bạn, có kèm theo 2 cái ruột nha. Rồi thì em có để link sản phẩm trong phần mô tả video, nếu các bạn thích những món hàng ở trong thùng thì các bạn vào trong phần mô tả video để các bạn đặt cho nó tiện nha các bạn, rất là dễ dàng ha. Rồi tiếp theo thì em sẽ review cái này là giấy nốt. Đây các bạn, giấy nốt này họ kỹ rằng sẵn nha các bạn, nha các bạn nốt lên ha, có nhiều hình dễ thương này, có tông tím, tông màu xanh, tông hồng ha, tông màu đây là tông màu xám nè, một tâm dương ở đây các bạn. Tiếp theo là cái này là cái quạt này các bạn. Wow, đợt này lâu lắm rồi mới về cái mẫu quạt này ha, mẫu quạt hoạt hình này. Đây các bạn, tên của hiệu này, mua mỗi bạn một cái quạt này cầm. Trời nóng lắm mình quạt mà nó dễ thương các bạn. Đây cái tay cầm này các bạn mua đi, các bạn gắn vào đây ha. Có nhiều hình nha, hình dễ thương, hình cái gấu này đây. Rồi đi em sẽ tiếp tục đi em review nha. Tiếp theo là cái này là giấy nốt trong suốt, cũng có rất là nhiều bạn hỏi luôn. Đợt này đi em về giấy nốt trong suốt mà dạng một tiếng trong luôn này các bạn. Các bạn có thể viết lên này rồi các bạn dán lên trên lên trên vỏ ha. Cái mã này cũng rất được nhiều bạn yêu thích nè. Rồi sổ tay học từ vựng, đi em lấy ra sổ tay học từ vựng. Đây các bạn, sổ tay học từ vựng đi em lấy về, có tông hồng này, tông màu trắng, màu trắng này, và có mấy cái màu lộn xộn này, hai màu vàng, màu hồng, màu xanh dương, màu xanh chuối này các bạn. Này dạng như sổ là sao các bạn lật lên nha ha, bên trong thì họ ta chia ra làm 2 phần, một phần viết tiếng Anh, phần viết tiếng Việt ha. Cái mẫu này cho các bạn cũng rất là biết rằng rồi này, tiếp nha. Lượt này cái thùng hàng nhỏ nhưng mà rất là nhiều món luôn các bạn. Đây là giấy nốt 100 tờ này các bạn. Đây để em xem thử này, 100 tờ này các bạn, 100 tờ giấy nốt ha, kích thước là 10x10 này. Đây và mấy cái tông này rất là dễ thương luôn các bạn, tông tím nè, tông hồng này. Đây, tông màu hồng đậm nè. Cái này thì có tông màu vàng nữa nè các bạn. Để lấy luôn về rất là nhiều mẫu nè. Tiếp theo nha, em tiếp tục đi, em review tiếp món tiếp theo. Wow, đợt này có cái mẫu sticker này rất là xịn nè các bạn ơi. Cái mẫu này rất là lạ luôn. Đây, một túi như thế này là có, đây đi em coi thử là có mấy tấm nha. Một túi như thế này là có 3 tấm nè các bạn. Đây, rất là đẹp. Đây, có mẫu hoa mặt trời nữa nè. Mẫu này rất là lạ luôn á. Có nhiều tông màu tỏ nè, có hoa tulip nữa nè các bạn. Đó. Bây giờ đi em sẽ lấy ra một cái cho các bạn xem nha. Như là sticker có tấm nhựa trong suốt này các bạn, các bạn trong này có 3 tấm dài như vậy ha. Đây có mấy cái hình khác nhau nha, đây các bạn nhìn rất là xinh luôn. Rồi thì em tiếp tục đi em về giữ món khác nha. Đó, cái mẫu này rất là đẹp ha. Tiếp theo là sticker Berlin. Đây mẫu sticker Berlin có nhũ lấp lánh này các bạn. Wow, quá trời đẹp luôn cái mẫu này. Mới nè,
trên shop Liam cũng chưa có ha. Đợt trước là Liam cũng có Blin, nhưng mà cái mẫu cái hình đó nó nhỏ hơn, hay người ta cắt sẵn hết rồi nha các bạn. Các bạn chỉ về các bạn gỡ ra các bạn xài, trời ơi cái này đẹp ghê luôn á các bạn ơi. Các bạn xem này, cái hình này rất là xinh luôn. Cái này là hình bé mèo nè các bạn. Wow, hình bé mèo rất là đẹp. Rồi đây là hình bé gấu có bánh kem nè ha. Hình bé thỏ nè, bé thỏ tay to ha. Rồi toàn là mấy mẫu cutie không mà các bạn ơi. Đây hình bé mèo nữa nè. Đó, có rất là nhiều tông ha. Tông hồng, tông xanh dương, tông tím nè, tông màu vàng nữa. Rồi, thì em sẽ review tiếp món khác nha. Món tiếp theo là ghim cài ba lô. Để đi em lấy cái đồ đi em đổ ra nha. Đây các bạn, đợt này cái thùng hàng nhỏ nhưng mà quá rồi. Cái món dễ thương luôn các bạn. Đây, đây là cái bấm móng tay nè. Đó, cái hình trái chuối, icon trái chuối trên ha. Đây có icon của cà rốt nè. Rồi icon trái bơ nè, icon khủng long, cái cherry ha. Rồi đây là cái kẹp giấy nè các bạn. Kẹp giấy, kẹp giấy mà có hình cái hoa ở trên ha. Cái này nó mờ mờ trên này các bạn, vậy các bạn gỡ cái lớp keo ở trên nha. Tại người ta hạ dán cái lớp keo ở trên để bảo vệ các bạn. Các bạn gỡ cái lớp keo trên thì sẽ rất là bóng. Rồi đây có mấy cái hình này hoa dễ thương quá trời luôn. Các bạn gỡ keo ra nó sẽ rất là bóng ha, nó sáng ha. Vì người ta họ dán cái một cái lớp nhựa bảo vệ trên. Đây. Có mấy cái hoa rất là xinh. Đây nè các bạn. Cái này dùng để kẹp giấy nè các bạn, kẹp tài liệu ha, kẹp bài kiểm tra ha. Cho nó khỏi thất lạc nè các bạn. Đây em nghĩ các bạn đi học thì các bạn này cũng nên có mấy cái kẹp này ha. Nhất là những đợt kiểm tra, kẹp nó khỏi lạc, nó khỏi mất bài ha, nó khỏi mất giấy kiểm tra ha. Vào đây có mấy cái ghim cài ba lô. Đợt này Liam lấy mẫu mới nè các bạn. Các bạn nào mà mê mấy cái ghim cài ba lô thì các bạn đặt nha. Đây, ghim cài ba lô Liam thấy nhiều mẫu mới luôn á. Hình cái mèo trong ly nè, hình bé thỏ, hình bé gấu nè. Còn là mấy cái món xinh 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 nè. Rồi tiếp nha các bạn. Để Liam review cho hết luôn. Tại vì trong này cũng còn khá là nhiều món nè. Đây là sổ tay. Sổ tay còn sót lại mấy điểm nè. Nãy Liam có review rồi. Là bút nha các bạn. Cái này là bút này có hai hộp. Tôi lên xem mình. Chắc là còn một hộp mà có hai hộp. Tôi lên mua 5 hộp mà. Chắc là hết rồi. Đây. Mà cái hộp này như còn có 4 cây à, chắc người ta bỏ lẻ hay sao, để Liam xem lại đơn ha. Đây là bút 7 màu này các bạn. Đợt trước Liam cũng có lấy ra rồi. Này, bút 7 màu này, trong này nó có màu liên hoàn luôn ha. Hết màu tím, tới vàng, tới hồng, tới chuối nè, tới màu cam này ha. Tiếp nha các bạn. Giấy nốt, lần này em lấy về rất là nhiều giấy nốt luôn. Vì sắp tới mùa thi rồi cho nên là các bạn rất là cần mấy cái tập giấy nốt như thế này ha. Để mình ghi chú, để khỏi quên ha. Đây, giấy nốt này, rất là dễ thương ha. Nhiều hình lắm các bạn. Mình tiếp nha các bạn. Đây, sticker Blin đã về rồi đây. Và cái mẫu này thì đi em bán với chị luôn. Bữa trước mua về mới có 2-3 ngày là hết liền luôn các bạn. Sticker Blin. Trong này có 2 tấm ha. Rồi tiếp theo nha. Cái mẫu này Liam review hôm bữa trước, có thông hàng trước rồi ha. Tiếp theo, đợt này Liam lấy khá là nhiều sticker Blin nè các bạn. Đây, sticker Blin nữa nè các bạn. À, cái này nó bị dính hay sao hả? Không phải. Có một tập là như thế này nè các bạn. Có rất là nhiều tâm. Trong này là có nhũ hay lấp lánh, đẹp lắm luôn các bạn ơi. Đây cái chủ đề này, chủ đề happy birthday nè. Liam lấy thử một cái ra thử trong này một cái gì ha. Mấy cái mẫu này mấy bạn thích lắm nè. Nè, một túi như thế này nó có 1 2 3, có 4. Một túi như thế này là có 4 cái túi nhỏ bên trong á các bạn. Rồi 4 cái túi nhỏ bên trong là Liam xem thử ra. 4 túi nhỏ đây là như thế nào ha. Bên trong nó sẽ như thế này các bạn. Nó có một cái tấm sticker và người ta họ cắt sẵn nè mà có kim tuyến ha. Bên sau là người ta họ để cho mình ghi chú lên đây ha. Đó, nó như kiểu như thế này ha các bạn. Một túi như thế này là nó có 4 tấm như thế này ha. Đây. Đúng rồi, 4 tấm này. 4 tấm 4 kiểu này các bạn. Người ta làm rất là kỹ luôn. Rồi. Mình review xong cái mẫu này rồi ha. Tiếp tục nha. Tiếp tục đây là mẫu sticker. Đây các bạn. Sticker này có rất là nhiều hình dễ thương này mà hình lạ không mà các bạn ơi. Đây các bạn. Có
hình bạn gái này tốt nghiệp đó nè, toàn là hình dễ thương không luôn á các bạn. Để chắc Liam làm cái mấy cái video review sticker riêng quá, chứ tại vì bây giờ cái thùng hàng nó nhiều quá, Liam review sẽ lâu ha. Cái mẫu này Liam thấy rất là xinh luôn các bạn, cắt sẵn hết ha, chỉ bạn đi gỡ đây các bạn xài thôi. Trong này có tổng hết là 6 tấm như cái mặt phía sau nè ha. Đây tiếp nha các bạn, đợt này về toàn là sticker đẹp không mà các bạn ơi. Đây tiếp là sticker bling nữa đây, đây nè các bạn, rất là xinh ha. Mấy cái mẫu này rẻ lắm luôn các bạn, bạn mua các bạn dùng nha. Đi em lấy là đi em lấy những món hàng hợp với túi tiền của học sinh sinh viên ha, giá rẻ nhưng mà xinh nữa các bạn, rẻ nhưng mà xinh, chứ còn rẻ mà không xinh là cũng rất là khó bé ha. Rồi tiếp nha, toàn là mấy cái mẫu hot trend không à các bạn ơi. Đây là sổ tay, sổ tay mà có cái bìa ngoài bằng nhựa này. Đây các bạn bờ cái sổ ha, nó có cái nút bấm nữa này các bạn, để đem gỡ ra nè. Đó đây các bạn, sổ tay như thế này ha, sổ tay trơn này, lâu lắm mới có một đợt sổ tay trơn thế này, có nhiều bạn thích cái cuốn sổ trơn này các bạn. Đợt này đem lấy đây để các bạn có thể các bạn ghi chú về các bạn vỉ nhé, những cái gì các bạn thích trên này ha. Rồi tiếp theo nha các bạn, rất hot rồi. À cái này là miếng lót ly, các bạn nào hỏi miếng lót ly nha, bữa nay đem về lót ly nè. Đó, có hình chim cánh cụt nè, có hình cái gấu cầm điện thoại nè, cái gấu nè, miếng lót ly nè các bạn, có hình bông hoa đây, mình đây là cú mèo nè. Rồi tiếp nha, món cuối cùng là Westpac. Đây Westpac dài 5m nè các bạn, đây các bạn, mẫu Westpac dài 5m nè, bán lẻ từng cuộn như thế này ha. Rồi để hết rồi các bạn ơi, Liam đã khui thùng và review hết thùng hàng rồi ha. Bây giờ thì Liam sẽ đưa hàng lên shop, các bạn thích những món hàng mà Liam khui thì các bạn hãy vào trong phần mô tả của video nha, Liam có để link sản phẩm cũng như là link shop trong phần mô tả video, các bạn vào shop tham quan và mua sắm trên shop của Liam nha. Liam cảm ơn các bạn đã ủng hộ Liam ha, bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.